Cuối tuần qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp với công an tỉnh khởi công xây dựng cầu bê tông tại xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai. Cây cầu có chiều dài 24m, chiều ngang 2,7m, trị giá 260 triệu đồng nhằm giúp người dân được lưu thông thuận tiện, các em học sinh đi lại dễ dàng. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2022. Còn tại tỉnh Bình Dương, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tại tỉnh vừa tặng 40 phần quà đến các em học sinh dân tộc Chăm tại huyện Dầu Tiếng với tổng trị giá 20 triệu đồng. Tặng phẩm thể hiện sự quan tâm, tương thân tương ái, tiếp sức các em nỗ lực trong quá trình học tập.